Hello, thầy Trọng xin chào tất cả các em à, Những bạn nào đang xem livestream thì chúng ta comment chào thầy nhé Sau đó thì thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau mở đề số 13, 14 trong uh, bộ đề 8 điểm Mà thầy đã hứa với chúng ta là thầy sẽ chữa trọn vẹn 30 đề này Thì uh, xin mời chúng ta mở ra và chúng ta chuẩn bị cùng thầy chữa Chào bạn Nguyễn Sinh Hùng, bạn Hưng Nguyễn, Thắng Nguyễn, Thanh Trương uh, Bạn Nguyễn Ninh, các bạn cứ vào dần nhé À ngay bây giờ thì uh, thầy nhắc các bạn đó là tối mai thì chúng ta cũng sẽ có tiếp tục đề số 15 16. Các bạn nhớ cho thầy là một tuần bây giờ thầy đang tăng cường những cái buổi chữa cái đề này lên để chúng ta tăng tốc, cố gắng là chữa hết các đề uh, 8 điểm và cái series 66 câu lý thuyết trong tháng 4 được chưa nhỉ? Thế thì chúng ta có thêm khoảng 5 series 66 câu lý thuyết nữa. Cộng thêm khoảng uh, chính xác là 10 18 đề nữa đúng không? Đấy 18 đề trong bộ đề 3, trong bộ 30 đề 8 điểm rồi này. Thì chúng ta cố gắng phấn đấu chữa trong xong trong tháng tư kết hợp với các đề các trường các sở mà thầy đang cho chúng ta học hàng tuần. Thế thì tổng một tuần là chúng ta học khoảng à uh, sương sượng phải 15 đề đúng nha Đấy. Nên là chúng ta cố gắng là chúng ta dành mọi thời gian để chúng ta cày đề thầy nhé. Mỗi một ngày mình lên một kế hoạch là mình sẽ cày một đề của một trường một sở nào đó hoặc và, và cày thêm từ 1 đến 2 đề tám điểm hoặc một tập lý thuyết là như thế là ok. Được chưa? Rồi ok tất cả các bạn Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề số 13 nhé Chào bạn Phước Thịnh, Trần Thị Bình Bạn Xuân Hoàng Khoa Phan, Holy Sheet là cái gì Chào Việt Anh, Di Lê, Vương Nguyễn, Đặng Vương Quân Bạn gì thắm Nguyễn, cả tuần học hóa cũng được ạ à? Ok, nhưng mà cố gắng phân bổ thời gian học đều các môn nhé Chứ một tuần thì em đã học đủ hết các buổi hóa của thầy tới tận mười mấy buổi cơ Thì chắc là không đủ thời gian để học các môn khác nên là thầy không bắt buộc các bạn phải học tất cả các buổi Nhưng mà cố gắng là chúng ta xem cái buổi nào quan trọng Buổi nào mà mình có vấn đề gì mình còn chưa rõ, chưa hiểu Thì mình vào mình học đầy đủ, cẩn thận Còn mình phân bố thời gian để mình học đều các môn Chứ nếu mà em cứ học tất cả Cùng học một môn toán, cùng học môn hóa Hoặc cùng học chỉ học mỗi môn lý chẳng hạn thì cũng không được Đúng không? Chia đều ra nhé Rồi, xin chào các bạn vào sau Nghĩa Phan, thầy ơi em nhớ thầy Ok, chào Nghĩa Phan Lê Đức Huy, rồi các bạn vào sau, thầy trò mình chữa luôn nhá. Đề số 13, comment đi các bạn ơi. Câu 41 tên của anh này là gì? Thì nó chính là gì nhá. Đây là tin này. Thì đây là format thì ta sẽ đọc là tin format. Câu này chúng ta chọn thầy 41 đáp B. Được chưa? 42. 42 thì họ bảo em đó là chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2. Amin bậc 2 thì chắc chắn là chúng ta sẽ chọn thầy phương án C, được chưa? Câu này chúng ta chọn C, Tiếp tục chúng ta sang thầy câu 43, công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm 1A. Thì oxit kim loại thuộc nhóm 1A là hóa trị 1 thì ta sẽ chọn được thầy nói là R2O. 43 em chọn C. 44, công thức CaCO3 thì tên của nó là ứng với cái gì? Thì hiển nhiên là thành phần chính của đá vôi, được chưa nhỉ? Đá vôi. Đấy. Ờ thực tế là trong đá ong nó cũng có thể có CaCO3 nhưng mà cái thành phần nhiều nhất ấy thì chúng ta nhớ là trong đá vôi nhé. Câu số 45 là sục CO2 đến dư vào dung dịch X thì được kết tủa thì cái kết tủa ở đây nó là gì? Thì ví dụ nếu mà chúng ta sục CO2 đến dư vào đây thì cái này không có kết tủa đâu nhé Rất nhiều người bị nhầm. Lúc này nó biến thành muối axit, nó là chất tan cơ, không phải kết tủa. Mà tôi phải chọn phương án D, sục CO2 với nước vào, tôi sẽ thu được AlOH3 lần kết tủa keo trắng và KHCO3, được chưa? Và KHCO3. Nên là bài này á là chúng ta sẽ chọn theo thầy phương án của mình, đó chính là phương án D. Câu số 45 đáp án D nhá, rất nhiều người bị nhầm nhá. 45D ở đây chỉ có bạn Nguyễn Sinh Hùng bạn gì đấy nha ờ, Như Thủy này Thắng Nguyễn là trả lời đúng thôi các bạn khác bị nhầm thêm bạn Nguyễn Thư Hello bạn Mùa A Thành Lê Hữu Nghĩa các bạn vào sau chúng ta comment nhé tiếp tục sang thầy câu số 46 chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng toàn phần thì chúng ta có hai hóa chất có thể làm mềm mọi loại nước cứng đó là NA2CO3 hoặc là NA3PO4 được chưa câu 46 em chọn D 47 thì nó bảo em là ancol với phenol thì đều có nhóm OH em ạ. À. Phenol là C6H5OH, còn ancol là C2H5OH thì đều có nhóm OH đều tác dụng natri. Còn cái thằng NaOH này chỉ có phenol tác dụng thôi nhé. Chỉ có phenol tác dụng thôi, brom chỉ có phenol tác dụng thôi nhé. Axit acetic thì chỉ có ancol tác dụng thôi. Các em chú ý hộ thầy là 47 thì mình phải chọn C. Được chưa? 47C thì nhìn thầy thấy có bạn Mùa A Thành, Nguyễn Minh Quân, bạn Phạm Thúy Hiền, Nguyễn Đức Vân, một số bạn nữa. Nguyễn Thư, không tên vân vân rồi câu 48 chất khử được oxit sắt thì à, chất không khử được oxit sắt là đồng còn những chất khử được oxit sắt đó là hydro là carbon là co là nhôm là nh 3 49 bình chứa bằng chất x không thể đựng nước vôi trong thì hiển nhiên nó bằng nhôm vì sao vậy bởi vì nhôm tan trong nước vôi trong tan trong caoh hai lần chúng ta học phương trình này rồi chúng ta không thể dùng bình nhôm để đựng nước vôi trong được đúng nha tương tự thế như kiểu là chúng ta học cái thằng hf ấy nó là axit có thể ăn mòn thủy tinh nên sau này không thể dùng bình thủy tinh để đựng HF được mà phải dùng bình nhựa. Còn với cái bài này thì bình đựng nước vôi thì ta không được dùng bình bằng nhôm bởi vì nhôm nó tan trong kiềm. 49D. Câu 50 thì chất nào là monosaccharit thì dễ quá đáng D. 51 kim loại phản ứng được với axit loãng chắc chắn là nhôm rồi. Bạc, đồng, vàng là không phản ứng. 52 kim loại cứng nhất thì chắc chắn nó là chrome đúng không? 52 em chọn B. Câu 53 ứng với công thức C4H9NO2 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của nhau câu này thì phải vẽ hơi mất thời gian nhé chúng ta để ý này C4H9NO2 thì nó có hai kiểu mạch thì đây là kiểu thứ nhất này thế bây giờ NH2 của mình có thể gắn vào đây được chưa tương tự như thế nhé thầy sẽ di chuyển cái NH2 sang cái vị trí bên cạnh này được này thầy sẽ chỉ ở cái mũi tên mà em có thể di chuyển di chuyển sang đây được nữa này với kiểu không phân nhánh thì chúng ta sẽ tính cái này là ba công thức cấu tạo tiếp tục là chúng ta sẽ vẽ cho thầy sang mạch nhánh được chưa? sang mạch nhánh thì cái nhóm amin của chúng ta có thể gắn vào một trong hai vị trí này. Vậy thì chốt lại là chúng ta có 5 công thức cấu tạo thỏa mãn. À nhưng mà nó bảo là bao nhiêu amino acid này? Ô từ từ cái bài này nó bị thiếu à? Câu số 53 các bạn ơi. cái bài này chắc là đề bài nó bị đánh máy thiếu đấy. Thì chúng ta phải thêm thầy cái chữ alpha amino acid. Ta phải thêm thầy chữ alpha amino acid em ạ. 53 nhé chúng ta chú ý hộ thầy ở đây là mình vẽ được cho thầy tới tận 5 công thức cấu tạo cơ thì bài này em sửa cho thầy một chút đi em sửa cho thầy thành câu 53 là alpha amino acid được chưa em sửa thầy thành alpha nhé đấy cái bài này chắc là nó bị thiếu đấy thiếu cái chữ alpha này thì em vẽ được 5 nhưng mà đây là vị trí alpha chỉ có vị trí này hoặc vị trí này thôi chỉ có hai cái chỗ này nó là alpha đúng chưa vậy thì bài này chúng ta chốt lại cho thầy là em ghi thầy thôi có một đoàn e là 5 công thức cấu tạo năm công thức cấu tạo và có hai đồng phân là alpha amino acid nếu mà chọn thì chọn A đấy chưa còn có một phương án E nữa thì chúng ta tự hiểu là chúng ta nắm được công thức này là ok được chưa nhỉ bạn nào mà thấy nó thiếu thì chắc là bài này nó hỏi alpha đấy nhé alpha amino acid chứ còn vẽ đủ thì phải là chất đấy chưa 5 công thức cấu tạo trong đó có hai đồng phân alpha 53A thì cứ khoanh luôn A đi sửa đề đi 54 tơ nào sau đây điều chế phản ứng trùng ngưng thì chúng ta chọn ni lông 66 ni lông 66 được chưa nhỉ câu số 55 thì nó hỏi em là số kim loại tác dụng với nước thì chúng ta có bari natri đúng không 55 là a rồi 56 thì nó cho em là natri vào trong nước được dung dịch x thì em để ý cho thầy là cái số mol h2so4 ấy thì nó bằng 0,15 nên số mol h cộng nó sẽ bằng 0,3 đúng chưa vậy thì natri cho vào nước đường dịch nó chính là NaOH mà nguyên tắc trung hòa là OH trừ phải bằng H cộng H cộng của mình là 0,3 thì cái này cũng sẽ phải bằng 0,3 Nên M của mình sẽ bằng 23 x 0,3 Thì nó bằng 6,9 gam Câu 56 em chọn C Được chưa nhỉ? Rồi cảm ơn bạn Sinh Hùng Trung Tiến Mùa A Thành Như Thủy Đấy, Nguyễn Minh Quân, Phạm Hữu Sáng à, Bạn Nguyễn Ngọc Diệm Bạn Đức Vân Hoàng Đức Mạnh Thúy Hiền, không tên Một số bạn nữa đã comment rất tốt Tiếp tục chúng ta sang cho thầy câu số 57 số thí nghiệm có hiện tượng giống nhau sục xe đến dư vào đây thì có kết tủa là AlOH 3 lần kết tủa màu keo trắng được chưa cho đến ba đến dư đây thì cũng có kết tủa AlOH 3 lần Đấy, kết tủa keo trắng nhưng mà câu ba nhỏ từ từ đến dư HCl vào đây thì đầu tiên có kết tủa AlOH 3 lần được chưa HCl với nước ấy. Sau đó là HCl dư thì nó sẽ hòa tan kết tủa. Hòa tan kết tủa. Vậy thì tôi chỉ thu được AlCl3. Nên hiện tượng số 3 nó sẽ không giống hai thằng còn lại hai thằng còn lại đều có kết tủa còn riêng cái thằng số 3 là có kết tủa rồi tan nên bài này chúng ta sẽ chọn thầy đáp án B nhé bài này chúng ta sẽ chọn thầy phương án B được chưa câu số 57 chúng ta chọn thầy phương án B thầy có khóa ôn học sinh giỏi lớp 11 online không nhé thầy không có khóa đấy nhé thầy chỉ có dạy lớp online cho một số bạn ở Hà Nội hoặc là các bạn lớp học lớp 11 thì có những cái buổi học thêm về ôn đội tuyển thôi chứ còn thầy không dạy hẳn một khóa online các em tìm lớp khác nhé. Rồi, câu số 58, thủy phân saccarozơ hiệu suất 75% thì được mg2 này. Thì chúng ta để ý thầy là saccarozơ là 68,4 chia cho 342 là 0,2 mol. Thế bây giờ chúng ta biết là anh này là 0,2 mol hiệu suất 175% thì anh này là 0,15, anh này cũng là 0,15 đúng không? Mà glucose và fructose đều là 180 thì chúng ta lấy máy tính em bấm hộ thầy luôn là 180 nhân 0,15 Đấy là mỗi anh này, Xong đó chúng ta nhân hai luôn cho nó nhanh. Thì nó là 54 gam đáp D. Câu 58 đáp D. Được chưa? Rồi, câu 58 nhìn lướt qua các bạn đúng 100%, rất tốt. Đấy, bạn Sinh Hùng, Thắng Nguyễn, Trung Tiến, Đức Tấn. Ờ, ok, tiếp tục. Nào Thắng Nguyễn mùa A Thành. Tiếp tục chúng ta sang thầy câu số 59. Tinh bột thì chắc chắn X là glucose rồi, glucose. Glucose thì chuyển thành Y. Y thì chỉ có thể là ancol thôi, đúng không? Y là ancol ethylic. Và chúng ta có phản ứng cuối cùng là phản ứng cộng oxy Điều kiện của nó là men giấm nhé Đây là phản ứng lên men giấm Đấy chưa Còn mấy phản ứng kia thì quá quen rồi Chúng ta chọn glucose và ancol etylic 59 đán C Câu 60 thì thầy nói luôn các bạn là cái thí nghiệm này đã từng là câu điểm 10 trong đề thi đại học năm 2021 2022. Thì cái năm đấy thì nó hỏi cái phát nó sẽ cho em khoảng 5 phát biểu và nó hỏi số phát biểu đúng. Còn đây thì thầy phân tích lại cái mô hình thí nghiệm này là một cái hợp chất hữu cơ nó sẽ dùng cái chất CuO để làm chất oxy hóa em cứ hiểu là oxy hóa thì sản phẩm của nó sẽ là CO2 với nước vậy thì để chứng minh có nước ấy thì người ta dùng bông tẩm đồng sun phát khan này anh này có màu trắng này để chưa anh này nếu mà gặp nước ấy thì nó sẽ chuyển thành đồng sun phát ngậm năm nước thì có màu xanh vậy thì dùng cái đồng sun phát này để phát hiện dấu vết của nước còn nước vôi trong mà nó gặp CO2 thì nó tạo ra kết tủa CaCO3 màu trắng đúng chưa là để chứng minh là suy ra thầy là có carbon này cái này suy thể là có hydro đấy là cái thí nghiệm để định tính định tính là xác định xem hợp chất hữu cơ này có carbon với hydro hay không đúng chưa Vậy thì hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm chứa nước vôi trong là chắc chắn nó kết tủa trắng xuất hiện 60 chúng ta chọn D để chơi nhỉ? những câu này thì siêu đơn giản đúng chưa 60 D các bạn đều đúng 100% rất tốt 61 thì nó bảo em là cho 2 ml ancol etylic có sẵn vài viên đá bọt cái đá bọt này nó có tác dụng điều hòa quá trình sôi nó làm cho chất lỏng không bị trào ra để chơi nhỉ Thế bây giờ chúng ta có phương trình là C2H5OH Chúng ta đun với H2SO4 đặc Thì nó biến thành C2H4 cộng với nước Thì điều chế khí này chính là khí etilen Chúng ta chọn 61 đoàn A Được chưa? 61A Ok bạn Đức Trung Bạn Trung Tiến Rồi một số bạn nữa Tiếp tục sang thầy câu số 62 Số kim loại tác dụng với HCl Thì tất cả trừ đồng trừ bạc Đúng không? Chúng ta có 3 kim loại 62 đoàn A 63 câu này ta nói suốt rồi C8H8O2 mà tạo ra hai muối Đấy thì em ghi thầy là vì có hai muối Tạo ra hai muối Được chưa? Thì từ đó chúng ta suy thầy X là este của phenol X là este của phenol Thế bây giờ este của phenol thì chúng ta có thể viết Nó là HCOO này Cắm vào vòng benzen sau là thêm một cái CS3 đây thì có thể có octo, có meta, có para Đúng chưa? hoặc là em có thể để cho thầy nó là CH3, CO, C6H5. Câu này ta làm nhiều đến mức nó thuộc luôn rồi. Bốn chất. 63 đáp của mình là A, bốn chất, Đấy chưa? Đấy, các bạn cũng đúng hết này. bạn Trung Tiến, bạn Nguyễn Thư Đức Trung Việt Thái Sinh Hùng. Rồi. À, tiếp tục sang cho thầy À, bạn Nghĩa Phan hỏi Natchi có tác dụng với cái khác không? Có, Natchi đầu tiên tác dụng với HCl trước Nếu Natchi dư thì nó sẽ tác dụng với nước nhé Trong câu 62 này Natri của mình nhớ là lúc nào nó ưu tiên tác dụng axit trước cơ Natri mà dư thì nó mới tác dụng với nước Các bạn chú ý nhé Còn khi nó cho vào một dung dịch muối thì Natri lại tác dụng với nước trước Muối sau Đấy, Chúng ta để ý thầy đây, đây là axit HCl mà Câu số 64 Thì bài này chúng ta bảo toàn khối lượng Chúng ta để ý thấy cái NaOH của mình là 8,8% Có nghĩa là 8,8 gram Mà chia cho 40 Thì chúng ta bấm cái thầy là 8,8 chia cho 40 Thì NaOH của chúng ta nó là 0,22 mol Đấy, vậy thì chúng ta sẽ để ý hỗn hợp này tôi gọi là hỗn hợp x nhé cộng với NaOH thì tôi sẽ thu được là chất rắn cộng với nước thế anh này là 17,1 gam NaOH là 0,22 mol muối là m gam chất rắn là muối đấy nước của chúng ta đây nó sẽ là 0,22 mol bởi vì nó bảo tác dụng vừa đủ thì nguyên tắc là OH trừ thì nó sẽ bằng nước đúng không bản chất của phản ứng này là phản ứng trung hòa mà nên chúng ta sẽ bấm thầy được m mà bao nhiêu em bấm thầy là 17,1 này cộng với 8,8 trừ đi nước là 0,22 x 18 thì kết quả của chúng ta sẽ bằng 21,94 g. 21,94 g, được chưa? Đáp án A. Câu 64 các em chọn thầy phương án A. Đấy, chúng ta ghi chép lại đi. Câu 65 thì đây là kiến thức lớp 11 thì ở 25 độ C tích số ion của nước là tích nồng độ H+ nhân OH- bằng 10 mũ -14 nhá. Câu này thì chúng ta học rồi, 65 đáp án C. Câu 66 thì chúng ta ôn lại bài toán tổng hợp amoniac. Thì với bài này thì chúng ta áp dụng thầy công thức mà chúng ta buộc phải nhớ. Đó là MX chia MI thì nó bằng NI chia NX. Công thức này ta học rồi. Công thức này thì chúng ta nhớ thầy là cái cách chứng minh ấy thì người ta thông qua cái M nhỏ thì bằng M bằng uh, bằng số mol nhân M lớn, được chưa? Hoặc là không bây giờ chúng ta hiểu là số mol thì bằng uh, m nhỏ chia m lớn vậy thì số mol x thì bằng m chia cho mx số mol y thì bằng m chia cho mi bởi vì mx hai cái m này là về bảo toàn khối lượng nó bằng nhau em chia về thì sẽ đảo ngược lên được cái công thức cuối cùng đấy là cách chứng minh thế bây giờ thầy nhờ một bạn nào làm đường chéo hộ thầy tỷ lệ mol của nitơ với hiro nhé đầu tiên chúng ta phải xét cho thầy được cái tỷ lệ mol hành này nitơ là 28, tám hiro là 2 heli là 4, 4 x 1,8 nó là 7,2 đấy thì anh này là 20,8 anh này 5,2 vậy thì tỷ lệ niter chia hydro thì nó bằng 1 phần tư được chưa 1 phần tư đấy vậy thì chúng ta sẽ có cái công thức như vậy thì bây giờ chúng ta áp dụng là niter cộng hydro thì thành NH3 được chưa vậy thì chúng ta sẽ trình bày cho thầy là ban đầu này phản ứng và cân bằng ban đầu niter tôi cứ giả sử là một hydro tôi giả sử là 4 vậy thì hiệu suất tôi phải tính theo chất bé hơn thôi Vậy thì phản ứng là x, anh này là 3x, anh này là 2x, cân bằng còn 1 x, 4 3x và anh này là 2x. Đúng chưa? Thế bây giờ tôi áp dụng cái công thức này. Tôi áp dụng công thức là m trước trên m sau thì bằng n sau trên n trước hoặc là mx trên mi thì bằng ni trên nx thì nó cũng vậy. À, trong đề thi tốt nghiệp của bộ năm ngoái năm kia có mấy bài toán này nhé. Chúng ta để ý lại cái đề tốt nghiệp của bộ ấy là có bài toán tổng hợp nhé cũng có bài tập hiệu suất đúng như bài này luôn. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta thay số này MX thì nó là tỷ khối so Heli bằng 1,8 MI Heli bằng 2 Thì nói chung là chúng ta thông minh về mặt toán học Ta tự hiểu là 1,8 x 4 Với lại 2 x 4 thì cũng như nhau Thế là 1,8, đây thì ghi luôn nhân 4 Chia 2 x 4 cho các bạn đỡ thắc mắc Thì nó bằng NI NI là cái N đằng sau này Đây là Y này, đúng chưa? Y của mình thì cộng lại nó sẽ là 1 chữ x, cộng 4 chữ x 4 x 4 x 3 x cộng 2 x Thì nó là 5 chữ 2 x Còn NX, NX là cái N ban đầu này Ban đầu là 1,4 thì tổng là 5 đúng chưa chia cho 5 đấy thì tôi giải phương trình để tìm được x đấy là xong cứ giải phương trình tìm x là kết thúc được bài toán nhé yeah. đấy là câu này đơn giản đúng nha em nào bấm hộ thầy x bao nhiêu à, chúng ta sẽ có phương trình là uh, 1,8 chia cho 2 nhân với 5 thì 4,5 5, 5 4,5 0,5 chia 2 thì x bằng 0,25 thì ta ghi thầy hiệu suất phản ứng thì bằng 0,25 chia cho 1 thì bằng 25%. Được chưa? Đáp của mình là 25%. Có cái em lớp 11 hỏi là có khóa nào ôn học sinh giỏi không? Thầy khẳng định các em là không có khóa nào ôn học sinh giỏi đâu, không có thầy cô nào mà dạy riêng một cái khóa ôn học sinh giỏi em ạ. Được chưa nhỉ? Bởi vì số lượng học sinh học rất là ít, người ta sẽ không bao giờ dạy mà tốt nhất là thầy khuyên em nào mà muốn ôn học sinh giỏi ấy, ôn thầy cô trên trường của em thôi hoặc là em đăng ký một cái khóa học nào đó và em học những bài tập nâng cao của họ là được chứ bây giờ tự dưng ai tự dưng ai mà đi mở một khóa ôn học sinh giỏi online được Nhá yeah. số lượng học sinh học quá ít người ta không mở đâu câu 66 sáu đoạn a rồi 67 67 thì nó bảo em là kim loại m tác dụng cờ lo được muối x m tác dụng hcl được muối y m tác dụng muối x được muối y thì cái này quá dễ rồi m chắc chắn là sắt rồi Sắt mà cho HCl, sắt cho cờ lo thì biến thành sắt 3 đúng không? Tiếp tục này Sắt mà cho HCl thì biến thành SI là sắt 2 Vậy thì uh, sắt mà cộng với dung dịch muối X là sắt 3 Thì tôi sẽ được muối Y nó là sắt 2 Quá cơ bản đoán của mình là B Câu này chắc chắn là sắt rồi Đứa nào mà không chọn sắt thì chứng tỏ mất gốc Những bạn chọn B của chúng ta gồm có bạn Sinh Hùng, Anh Tú, Đức Tấn, Mùa A Thành, Thắng Nguyễn, Đức Trung Đấy, một số bạn nữa Tiếp tục câu số 68. Thì câu số 68 thì chúng ta sẽ xử lý cái bài này bằng cách là chúng ta viết ra thầy cái sơ đồ nhé. Viết thầy cái sơ đồ. Đó là cái tri của chúng ta thì, thì mình cứ để thầy là RCO3 lần C3H5. Được chưa? Cộng với oxy thì nó biến thành CO2 cộng với nước. Ok chưa? Đấy, biến thành CO2 cộng nước. Thế bây giờ chúng ta sẽ thấy ngay là oxy ở đây là X này, đấy nước là y mol thì chưa, cái này là m gam m gam thì đến đây chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng thì CO2 của chúng ta nó sẽ bằng m này cộng với oxy là 32x trừ đi nước của chúng ta nó là 18 y gam còn đây là y mol đúng không đấy đúng chưa à, bây giờ nó hỏi em là 0,15 mol x tác dụng với bao nhiêu mol brom thì đến đây thì chúng ta sẽ phải xử lý cái dữ kiện này như thế nào thì em có thể sử dụng công thức đốt cháy em có thể sử dụng công thức đốt cháy cũng được hoặc là em cứ một số bạn thì có thể dùng đồng đảo hóa cũng ok nhé thầy không cấm nhưng mà bài này thầy nghĩ là chúng ta nên để yên để chúng ta làm cho nó nhanh Đấy, để yên làm cho nó nhanh được cho nhỉ bây giờ nó bảo m thì bằng 78 x trừ đi 108 103 y thầy thầy thôi thầy thay luôn nhé 78 x trừ đi 103 y Đấy thì cái chỗ này thầy sẽ thay luôn m bằng 78 x trừ đi 103 y Tôi có 78 mà cộng với 32 thì nó là 110X. Trừ đi 103Y xong lại trừ tiếp đi 18Y thì nó là trừ đi bao nhiêu nhỉ? Trừ 121Y à? Có đúng nhỉ? Có có đúng thầy nhầm vậy không? Em suy luôn cho thầy là gam nhé. Cái này là gam. Hay chúng ta đổi cho thầy là chia cho 44 là bao nhiêu mon? 110 chia cho 44 thì nó là 2,5X. 121 chia cho 44 thì nó là 2,75Y. 2,5x trừ đi 2,75 y mol. Đúng chưa? Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cho thầy là công thức đốt cháy. Đó là số mol CO2 trừ đi số mol nước thì nó sẽ bằng số mol brom trừ đi số mol hỗn hợp. À, số mol brom cộng với số mol nhóm CO ấy, cái này nó cái cái cụm này chính là liên kết pi và trừ đi số mol hỗn hợp. Đúng chưa? Đấy. Thế bây giờ chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ sử dụng công thức đốt cháy nhưng mà khi mình sử dụng công thức đốt cháy á, thì mình phải nắm được cho thầy hai cái vấn đề đó là chúng ta phải nắm cho thầy được trong đây là cái nhóm CO bao nhiêu hay là hỗn hợp bao nhiêu đúng không? Thì ở đây cái này mới là gam nhé em có thể bảo toàn oxy em sẽ tính cho thầy được là số mol của hỗn hợp X thì mình sẽ lấy oxy trong CO2 cộng oxy trong nước trừ trong O2 bài này nó hơi loằng ngoằng phải cố gắng phải cẩn thận Thế oxy trong CO2 là 2 nhân cái cụm này là 5x trừ đi cái 2,75 nhân 2 là bao nhiêu nhỉ? Là 5,5y này. Cộng với y và trừ đi 2x và chia cho 6. Đây chính là số mol của x đúng không? Thế mình sẽ thu gọn luôn nhé. 5x trừ đi 2x thì nó là 3x này. Trừ đi 4,5y và chia cho 6. Thì số mol anh này sẽ là 0,5x trừ đi uh, 0,75y à? Đúng không? 0,75y mol. Có đúng không các bạn ơi? Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ thay số chúng ta tìm cho thầy mối quan hệ CO2 của mình là 2,5x trừ đi 2,75y này trừ đi nước là y này thì bằng Brom đang cần tìm này cộng với nhóm CO nhóm CO thì chúng ta để ý cho thầy là trong ST này có 3 nhóm CO các em, các em kiểm tra thầy mấy cái chỗ mà thầy vừa tính nhẩm nhé cái nhóm cái ST mình có 3 nhóm CO thì nhóm CO của mình sẽ là 3 nhân với 0,5x trừ đi 0,75y được chưa? Và trừ đi hỗn hợp là 0,5x trừ đi 0,75y. Học cái này rồi. Đấy, cái này hơi lòng ngoằng. Đến đây thì em bấm cho thầy luôn là số mol brom bằng bao nhiêu? Cái này chúng ta phải nhẩm cho thầy là không là 2,5x này. Xong là trừ đi chỗ bên này nó là 1x thì nó còn là 1,5x này. Chỗ này là 3,75y. Xong là bên kia tôi phải cộng này. Đợi thầy tí nhé. À, tôi có 3,75 này cộng 3 x 0,75 và tôi uh, trừ đi 0,75 thì nó còn là 5,25. 5,25. À, con số đúng chưa nhỉ? 3,75x cộng với Cái này đúng hay chưa em? Em giúp gọi thầy cái. Số mol brom thầy đang tìm mối quan hệ của ừ. Brom ở đây nó với y ấy, với x ấy, với cái cụm này này thế đang muốn tìm Brom tóm lại là số mol Brom nó sẽ bằng gì chúng ta rút cho thầy cái biểu thức này và từ đó chúng ta sẽ thấy ngay là 0,15 mol thì tác dụng bao nhiêu mol Brom đấy là ý nghĩa câu 68 đợi thầy một chút xem là cái con số đúng như nhé CO2 của mình là 2,5x 2,75 y này trừ đi nước là y này thì bằng n Brom cộng với nhóm CO trừ đi hỗn hợp nhóm CO của mình là 3 nhân cụm này trừ đi hỗn hợp a đây chỗ này là 0, 2,25 y à thì nó là 1,5 x trừ đi 2,25 y đúng không ok à ừ rồi quên mất ở giữa thầy vừa nãy đây là âm 3,75 thầy đúng là già âm 3,75 này cộng 3 nhân 0,75 và trừ đi 0,75 Thì nó bằng âm 2,25 y Vậy thì cái này sẽ bằng 3 lần số mon x đó, tôi rút được mối quan hệ này. Bởi vì cái cái cụm này mà tôi nhân với ba thì nó chính là cái cụm này. Đúng chưa? Vậy thì chốt lại là brom gấp 3 lần hỗn hợp. Vậy thì câu uh, kia nó hỏi em là 0,15 mol X thì tác dụng với bao nhiêu mol brom? Thì tự hiểu là gấp 3 lần lên là 0,15 nhé. Em suy thầy là 0,3 mol 0,15 mol X. 0,15 mol X. Tác dụng với brom với 3 x 0,15 thì bằng 0,45 mol bro. Đấy là cái biến đổi toán học ở đây. Thì các em chú ý cho thầy là em rút gọn cẩn thận. Là như thầy này thầy này quên không để ý đây là dấu âm, thầy để thành dấu dương thì cuối cùng nó bị ẩu chứ đấy. Rút gọn lại là xong. Đấy là câu 68. tám à, rồi sang câu 69. 69. 69 nó hỏi em là số phát biểu đúng thì tôi cho CuOH này lần tan này trong ethylene glycol đúng. Câu này hay này. Ý A, đúng. Ý B, hai anh này đều tác dụng hero là sai. Chúng ta nhớ cho thầy là an can không phản ứng. An can no là không phản ứng rồi. Đốt trái A, Dehyd acetic được CO2 bằng nước hiển nhiên. Đúng không? An no đơn trước mạch hở mà. Ancol ethylic phản ứng được với acid formic điện thích hợp. Đúng, tạo thành este. Tạo thành ST là hcoc 2 h 5 Có thể phân biệt sờ tiren với anilin bằng nước brom. Đúng, bởi vì sao? Bởi vì sờ tiren thì nó làm mất màu. Làm mất màu. Nhưng mà cái anilin của chúng ta thì em ghi thầy là tạo kết tủa trắng với brom. Nên là chúng ta phân biệt được. Câu G ảnh hưởng của OH đến gốc C6H5 thể hiện phản ứng giữa phenol với brom đúng bởi vì OH đẩy E thì làm cho khả năng thế trên vòng benzen mạnh mẽ hơn ở các vị trí ortho với para. Do đó là phenol dễ dàng tác dụng với nước brom. Vậy thì bài này chúng ta có 5 nhận định đúng, đáp của mình đáp D. Câu 69 đáp D, được chưa? Những câu này thì thầy thấy có bạn sinh hùng thì đúng rồi. Đấy, câu trên thì gần như tất cả các bạn đều comment là a, à, rất tốt. Tiếp tục sang thầy câu số 70. Câu 70 thì ở đây thì em có nhiều cách. Bạn nào mà học thầy trong khóa thì có cái một số bài giảng để tặng chúng ta đó là bài giảng đồ thị đấy. Thực tế cái bài đồ thị này có thể cái xác suất thi nó rất là thấp. Đấy, nhưng bây giờ muốn xử lý bài này thì chúng ta dùng với thầy cái phương pháp mà ở đây người ta gọi nó là phương pháp hình chiếu. Đấy thì em để ý thầy là cái về mặt toán học là A với 0,1 nó bằng nhau nhé Thì cái này nó bằng 0,1 luôn này Vậy thì cái này nó sẽ là 0,6 Nên là chúng ta để ý thầy là cái khoảng cách này này Với khoảng cách này nó bằng nhau Thì tôi sẽ gợi ý các bạn một phương pháp đó là phương pháp hình chiếu Dĩ nhiên đấy là về mặt toán học Còn em có thể dùng hóa đó là dùng mấy cái công thức giải nhanh Đúng không? Hoặc là viết phương trình tùy em Nhưng mà thôi đây tiết kiệm thời gian là dùng hình chiếu nhé Khoảng cách này nó chính là x trừ đi 0,6 này Để chưa? Thì bằng cái khoảng cách này là trừ đi 0,06 đây thì chúng ta có x nó sẽ bằng 0,50 mấy nhỉ 0,64 x bằng 0,64 đàn A luôn đấy là hình chiếu tự ôn lại này nhé cái xác suất thi cái dạng này thì thực tế nó cũng không cao nhưng mà nếu nó có vào là chúng ta tính được dùng hình chiếu để chưa có bạn nào dùng hình chiếu không Ô, oh, ok Duy Nguyễn comment hình chiếu chuẩn đấy là câu 70 đàn A Nói chung câu này các bạn đều đúng, bạn Sinh Hùng, bạn Duy Nguyễn, Nhật Anh. Đấy, bạn à, gì đó nhỉ? Một vài bạn nữa, tiếp tục. Em sang thầy câu 71 là một câu phân bón, đúng không? Câu phân bón, đề này nói chung là cũng trâu phết đấy. Nếu mà mức 8 điểm này cũng khó ăn phết đấy, đúng không? Rất khó để ăn 8 điểm ở đây. À, bây giờ nhé, chúng ta sẽ có ba cái loại phân. Người ta bảo này, để cung cấp 271,56 kg nitơ, 31 cân phốt pho và 67,09 cân kali cho 10.000 10 mét vuông đất đây là 10.000 10 mét vuông đất này thì người ta đồng bón đồng thời phân NPK với phân ure với phân kali thì tôi đặt NPK thì nó bằng x kg được chưa tiếp tục tôi đặt ure thì bằng y kg và tôi đặt phân kali phân kali thì nó bằng z kg các bạn phải xem lại cho thầy cái bài giảng phân bón thầy chữa rất nhiều chúng ta nhé xem lại đi thế bây giờ chúng ta sẽ thấy ngay là chúng ta cứ xét cho thầy 10.000 m vuông đất đã, xét 10.000 m vuông đất. Chúng ta bón cho 10.000 m vuông đất hết bao nhiêu thì với 4.000 thì chúng ta sẽ lấy 4/10 là xong. Thì bây giờ là chúng ta có ngay là monitor thì nó bằng 271,56. M của phốt pho thì bằng 31. M của kali thì bằng 67,04. Đấy là ba cái nguyên tố vi lượng ba cái nguyên tố nitơ, phốt pho, kali. Được chưa? Thế giờ ta thấy ngay là trong cái phân NPK nitơ chiếm 20% thì cái này là 0,2x. Cộng trong phân ure nitơ chiếm 46% là 0,46y. Đây là phương trình số 1. Được chưa? Tiếp tục này. Chúng ta có phốt pho, nhưng mà chúng ta để ý cho thầy là phốt pho bằng 31 thì từ đó chúng ta sẽ tính cho thầy là m của P2O5 tương ứng. Bởi vì cái phân lân người ta phải đổi ra P2O5. Thì em để ý nhé, phốt pho thì 31 thì muốn tính số mol phốt pho, tôi lấy 31 chia 31 này đúng không? Đây là số mol phốt pho này. Muốn tính số mol P2O5 thì tôi phải chia 2 bởi vì trong P2 o 5 có 2 phốt pho. Và muốn tính khối lượng tôi phải nhân với phân tử khối là 142 thì nó sẽ bằng P2O5 ở phân này chiếm 20% là 0,2x. Đấy, các phần khác không có phốt pho thì chúng ta để yên. Tiếp tục, kali bằng 67,04 thì 009, 67,09 thì bây giờ chúng ta sẽ tính cho thành là cái K2O tương ứng. Thì bây giờ ta đổi đến số mol tương tự này. Ta có 67,09 nhé. Chia 31. Đây chính là số mol của. À, thầy xin lỗi chia 39. Đây là số mol của kali đúng không? Muốn tính K2O tôi phải chia 2. Bởi vì là K2O có 2 kali Và muốn tính khối lượng thì tôi phải nhân với phân tử khối nó là 94. Thì K2O ở phân thứ nhất chiếm 15% là 0,15X. Và ở phân thứ ba của mình chiếm 60% là 0,6Z. Chúng ta giải hệ ba ẩn này là chúng ta sẽ kết thúc được bài toán X bằng Y bằng và Z bằng có bạn nào comment uh, cho thầy được ba con số này không? Đấy. Thì uh, chúng ta bấm cho thầy đi. X nó bằng bao nhiêu? Đây thầy có con số rồi nhưng mà thầy kiểm tra lại nhé. 31 chia cho 62 nhân 142 chia 0.2 thì y nó bằng 355, x bằng 355. Đúng không? Y thì thầy nó sẽ bằng 436 và z bằng 46. Đấy là ba con số. Em tự động bấm được sau khi có x, y, z thì chúng ta sẽ tính cho thầy được tổng m phân. Tổng m phân thì chúng ta cộng 3 con số này lại. Thì chúng ta sẽ lấy cho thầy 355 cộng 436 và cộng với 46. Thì tổng m phân của chúng ta nó là 837 kg. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta lý luận vậy. 10.000 m2 đất cần 837 kg phân. Vậy thì tôi có 4.000 m2 đất. thì cần chúng ta sẽ lấy 4 phần 10 nhân 4 chia 10 thì nó sẽ bằng là 334,8 đáp của mình là B Đấy là câu 71. Được chưa nhỉ? Đấy, các bạn để ý thầy nhé, hôm nào lúc nào thầy thầy dạy thầy giảng theo cái hướng mà lập hệ phương trình thì bạn nào mà làm cùng hướng với thầy thì chúng ta sẽ bấm luôn để đỡ mất thời gian. Đấy là cái hướng thôi, bạn nào mà chưa học bài phân bón phải xem lại đi nhé. Yeah. À, chúng ta chú ý cho thầy là đề thi có xu hướng là nó sẽ ra câu thực tế nhưng mà với cái môn hóa thì thực tế thực tế nó có rất nhiều lĩnh vực để áp dụng nhưng mà trong đó có một số lĩnh vực điển hình đó là phân bón này đó là nhiệt lượng này nhiệt lượng mấy cái bài đốt bình ga cái thứ đấy được chưa đó là những bài tập thực tế trong đời sống về nước cứng này về nhiệt nhôm này về mấy cái quá trình sản xuất liên quan đến gang thép vân vân đấy thì cái đấy thì em tự phải đọc cho thầy những cái bài giảng mà thầy đã dạy chúng ta trong khóa học chưa? và dĩ nhiên là những cái bài tập thực tế có những bài thì cần phải có sự sáng tạo mà muốn sáng tạo được thì cứ làm nhiều tính được số mon tính theo phương trình thứ là xong tiếp tục câu số 72 số thí nghiệm thu được hai mối có số mon bằng nhau trời ơi bài này khó vãi lúa đúng không Đấy. thế bây giờ chúng ta để ý nhé P2O5 là A thì cái H3PO4 của chúng ta nó sẽ là 2A cho bàn kiềm cho vào nước mà. thế giờ ta để ý thầy là OH trên H3PO4 thì nó bằng 3 phần 2 thì đúng bằng 1,5 mà em học hóa rồi em biết là 1,5 nó là chính giữa 1 với 2 nên cái này chắc chắn tạo hai muối có số mol bằng nhau hai muối bằng nhau đó là muối gì đó là muối NaH2 NaH2PO4 và Na2HPO4 Chúng ta cứ hiểu 1,5 là chính giữa 1 với 2 2 nấc điện ly li liên tục ấy. Thì là số 1 bằng nhau Câu A chỉ có 1 chắc chắn được Câu số 2 thì em để ý thầy viết phương trình này Nếu mà cho tỷ lệ 11 từ từ này Thì nó sẽ biến thành NaCl là cái chắc Và lúc này cái thằng H cộng nó cung cấp thêm một h vào đây Thì nó thành Na2HPO4 Na, 2, h, PO, Na thì xin lỗi ta viết lại là Na2HPO4 đúng rồi Tỷ lệ 11. nhé yeah. Vừa khít Câu 2 được Câu 2 được Câu 3 thì chắc chắn không được rồi. Câu 3 tỷ lệ 11 CO2 cho vào kiềm thì chỉ có một muối thôi Câu này chỉ có một muối thôi NaHCO3. Để cho câu 3 bỏ. Câu số 4 thì câu số 4 thì chúng ta để ý cho thầy là câu số 4 thì viết phương trình ở đây. Tôi có NaOH cộng với K2HPO4. Thì lúc này là anh này có 1 OH trừ anh này có 1 H cộng thì nó trung hòa vừa khít với nhau. Mà khi trung hòa vừa khít thì nó sẽ hết sạch H cộng hết sạch OH trừ. Thì sản phẩm của mình nó chỉ là Na3PO4 cộng K3PO4 cộng với nước. Em cứ hình dung thầy là lúc này OH nó lấy đi toàn bộ H cộng thì nó phải tạo thành muối trung hòa cân bằng phương trình thì tôi sẽ phải nhân hai vào đây ba vào anh này ba anh này và lúc này sẽ là ba và nước hai muối lúc này được nhưng mà không bằng nhau có 4 cấu loại hai muối có số mol không bằng nhau câu số 5 thì phương trình này ta học rồi biến thành kcl cộng crcl 3 cộng khí cơ lo và nước điều chế cơ lo phòng thí nghiệm cân bằng 2 này 2 này 3 7 vào đây 14 hcl vậy thì hai cái muối này là số mol bằng nhau hệ số cân bằng bằng nhau năm được. Câu 6, sục từ từ amon khí lo vào kiềm ở điều kiện thường thì câu 6 của mình cũng có. lo cho vào NaOH ở điều kiện thường thì nó biến thành nước ra ven. Là NaCl cộng NaClO cộng với nước. Muốn làm được bài này thì em phải viết rất nhiều phương trình và em phải thuộc nhiều phương trình thì em mới làm được. Nên là những cái câu kiểu này là những thử thách rất là lớn nếu mà chúng ta không luyện nhiều thì chúng ta rất khó để có thể hoàn thành được cái bài này. Nhá. Đấy là câu 6 cũng ok Vậy thì chốt lại bài này chúng ta có 4 thí nghiệm Bạn nào mà trả lời đúng 4 thí nghiệm này thì quá xuất sắc Câu 72 chúng ta có 4 thí nghiệm Đấy chưa Rồi à, Cái gì thầy nhầm HPO4 HCL à, từ từ thầy xin lỗi Thầy viết sai Ở đây là nó thêm một H cộng đúng không Là NAH2PO4 Đấy Thì nó vẫn là hóa trị 1 Thế này đúng Câu 2 vẫn đúng không nhé Viết phương trình như vậy có nghĩa là thầy cứ gắn thêm một cái h cộng vào đây này thì nó thành H2PO4. Rồi ok, sorry. Nhưng mà câu 2 của mình vẫn được, vẫn là hai thì vẫn là hai có số mol bằng nhau. Cái bài này 4 cái. Đấy, câu 72 đoán D, xem là có bạn nào chọn D không? Rất ít luôn. Không có ai chọn D. Có bạn Nhật Anh, Nguyễn Minh Quân. Rồi. Đấy là toàn bộ cái đề này nhé. Nhiều khi thầy viết lỗi đấy thì chúng ta phải comment chứ không thể kiểm soát hết được. Ờ, ok các em tiếp tục chúng ta sang là thầy đề số 14 đúng nha cái đề số 13 này hơi bị dài nên chữa hơi lâu ờ, sang đề 14 thì đoạn này nó đơn giản thì thầy nói nhanh đúng không hỏi đâu là chất béo chắc chắn là là C câu số 2 nhôm hydroxit thì là C câu D nó là cờ nhé để chưa cờ Uh, tiếp tục chúng ta sang thầy câu số 3 bô xít là điều chế nhôm câu 3 a câu số 4 điều chế cách nhiệt luyện thì chúng ta cứ chọn thầy thằng nào sau nhôm thì em chọn c câu số 5 st nào sau đây tác dụng với kiềm tạo ra ancol etylic thì uh, chúng ta sẽ chọn d ancol etylic là c hai năm này này câu số 6 chất nào không phản ứng với NaOH không thì chúng ta sẽ chọn thầy câu a anilin nó là bazơ không tác dụng bazơ còn câu b thì viết hộ này cái này mà cộng NaOH ấy, thì nó biến thành muối NaCl cộng 3 giờ tương ứng là CH3NH2 chất khí bay lên và cộng với nước các phản ứng C với D thì hiển nhiên thầy không viết 6A rồi cảm ơn bạn sinh Hùng Nguyễn Thu đấy bạn là Đức Trung một số bạn nữa đã comment rất nhiệt tình tiếp tục sang thầy câu số 7 kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ kiềm thổ là canxi câu 8 người ta dùng phèn chua vì mục đích chính là để làm trong nước nhé Dĩ nhiên là phèn chua còn nhiều mục đích nhưng mà khi người ta cho vào nước thì để làm trong nước được chưa? chứ còn diệt khuẩn thì người ta sẽ dễ thường sụp khí cờ lo để diệt khuẩn làm mềm nước thì người ta hay dùng máy hóa chất đúng không khử mùi thì bạn nào bị hôi nách thì người ta mới dùng khăn hèn chưa để khử mùi tóm lại là câu 8 chúng ta chọn a câu số 9 thì canxi carbonat là gì là b câu 10 etin format câu này mời các cụ sơi đúng nha chúng ta chọn c này etin là c 5 nhé chứ nhiều bạn đọc nhanh có lại chọn b toi này 10 c 11 na 2 co 3 không phản là cái gì Nửa A2, C3 cho vào HCl thì có khí bay lên, đúng không? Nửa A2, C3 mà cho vào CaCl2 thì có kết tủa, CaCO3 kết tủa. Được chưa nhỉ? Cho cao H là không phản ứng luôn. Cho anh này thì có kết tủa BaCO3. Đấy, thì chốt lại là chúng ta sẽ chọn phương án C. Đấy là câu 11, là C. Ok, nào tiếp tục, mạnh mẽ đấy các bạn ơi. Câu 12, dung dịch nào sau đây không được quy đuổi màu? Chọn Alanine. Câu 13 chất nào là amin bậc 2? Chắc chắn là câu D rồi, bậc 2 là RNHR phẩy đúng không? Câu số 14 thì nó hỏi em là chất nào sau đây tác dụng với CaOH này lần dư nhưng không sinh ra kết tủa. Đấy, tác dụng với CaOH này lần dư nhé nhớ là có tác dụng này. Phải nhớ là có chữ có tác dụng thì chắc chắn là cái câu A là CO không tác dụng. Câu C thì hiển nhiên là có kết tủa. Câu D B thì có kết tủa, còn câu D thì nó mới là câu mà chúng ta chọn. Em để ý này. Em nhìn cho thầy cái phương trình này nhé. Nếu anh này dùng dư này thì chắc chắc chắn là sản phẩm là gì? Chất nào Ờ à, từ từ, câu 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 14 thì như cái bài này bị nhầm đề à? Từ từ, các em ơi, câu 14 cái này vẫn có kết tủa. Vẫn có kết tủa là xe CO3. Cái bài này chúng ta phải nói lại cái đề một tí. Câu 14 có lỗi đề. Bài này vậy thì phải chọn A đi Bởi vì cái này nó vẫn có kết tủa. À, chúng ta chú ý cho thầy là cái bài số 14 ấy thì chúng ta sẽ ghi cho thầy này, chất nào sau đây cho vào dung dịch cũng không nói chữ tác dụng bởi vì tác dụng là có phản ứng rồi cho vào dung dịch không xin là kết tủa chứ còn dùng từ tác dụng là toi bởi vì cái câu cuối cùng này kể cả cái này kiềm dư thì sản phẩm đi kèm nó là NaOH cộng với nước thôi cái tủa luôn luôn có câu 14 em chọn A thầy nhé con này lỗi đề nhưng mà dùng từ xa em ghi em sửa hộ thầy là chất nào sau đây cho vào xe ô này dư không có cái tủa chứ còn tác dụng là phải có tác dụng rồi phải có phản ứng à. tác dụng là phải có phản ứng mà về mặt ngôn ngữ là như vậy 14A nhé Điều đổi cái từ ngữ đi Chứ còn để yên thì không có đáp án. Câu số 15 Y ông có tính ô xóa mạnh nhất Thì là y ông đứng sau cùng Chúng ta chọn AG cộng Câu 16 Chất nào là disaccharide Để chưa đi Disaccharide thì dễ quá Đúng nhỉ Thì chúng ta sẽ chọn saccharose Câu số 17 Thì Polymer nào là chất dẻo Thì mình chọn PVC Câu A mình nói là cao su không nhé Cao su Câu B của mình nói là tơ Chính xác là ni sáu 66 Câu D của mình nó là tơ ô lông Đúng chưa? Chốt lại 17 là C Rồi, các bạn mua A Thành, bạn Sinh Hùng Đấy, Nguyễn Thu Văn Đức, Đức Trung Duy Nguyễn, Nhật Anh Các bạn khác nào? Có khoảng 6 7 bạn comment thế Câu số 18, chất nào là amino acid? Hiển nhiên là đáng D Câu 19, chất nào dùng làm mềm nước cứng tạm thời Thì có thể dùng nước vô trong vừa đủ Nhé, dùng vừa đủ Được chưa? Câu 20, kim loại nào sau đây nóng chảy cao nhất? Volfram, đúng chưa? 20A. 21. Em nhớ thầy là cái anh này nó là alanin thì khối lượng mol của nó là 10,68. Tôi chia khối lượng mol là 89 đúng không? Thì số mol là 0,12 mol. Thì muối của mình nó sẽ là ala gắn với kali thì cũng sẽ là 0,12 mol. Thì em nhớ là alanine là 89 nhé nhưng mà cộng với kali nhưng mình phải bớt đi một cái Hero bởi vì từ COH chuyển thành COK mà thì ta cộng thêm 38 thôi nhân với 0,12 thì là ra kết quả thôi 15,24 đoán C đấy là câu 21 câu này thì cho điểm thôi rồi cho các bạn cải tiến câu 22 cho vài giọt KMNO4 vào ống nghiệm có 2ml chất lỏng X thấy màu tím nhạt dần màu tím nhạt dần thì chắc chắn là cái chất này là mất màu thuốc tím mà chất nằm mất màu thuốc tím thì chắc chắn là chất có nối đôi, Sertiren. Được chưa? Chất này ta phải chọn Sertiren. Câu 22 thì cảnh báo các bạn này. Benzen, Hexan là không phản ứng với mọi điều kiện. Toluene em ghi thầy là chỉ phản ứng với KMnO4 ở nhiệt độ cao. Ở nhiệt độ cao. Nhớ chưa? Đấy. Câu 22 em phải chọn A bởi vì Sertiren là có nối đôi. Đấy, nối đôi ngoài vòng. Thì cái này dễ dàng phản ứng ở nhiệt độ thường và chúng ta có cái phương trình có cái hệ số mà rất hay đọc là 3, 2, 4, 3, 2 đúng không? 22A câu 23 số chất tan trong kiềm dư thì nó có nhôm này, Al2O3 này. Tan nhé, tan không nhất thiết phải nên phải tính cả NaCl. Em nhớ thầy NaCl tan nhưng mà không phản ứng thôi. Vẫn tính 23 chúng ta phải chọn A. Câu này lừa, nguy hiểm. Những bạn nào chọn A là thiên thần. Gần như thầy chưa nhìn thấy bạn nào chọn A. Chỉ thấy có mấy bạn chọn C thôi. Các em chú ý hộ thầy này, Câu này là câu lừa đảo Đấy, có bạn Thắng Nguyễn chọn A Rồi, em để ý thôi nhé Mặc dù NACL không phản ứng Nhưng đề bài nó dùng chữ tan thôi Tan thì không nhất thiết phải phản ứng mà Cho vào nó tạo thành một cái dung dịch đồng nhất là được mà Còn trừ khi nó bảo là số chất phản ứng thì mới là hai Số chất phản ứng là hai Còn số chất tan được ấy thì này là ba Nguy hiểm chưa? Đọc kỹ vào Câu số 24 X là monosaccharide và có một nhóm aldehyde thì X phải là glucose. Bởi vì cái monosaccharide còn lại là fructose thì nó có nhóm ceton cơ. Đun X với AgNO3 được chất Y, chất Y của mình nó là amoni gluconat. Học rồi đúng không? Đun X với hydro được chất hữu cơ Z chính là sobitol. Lên men X được chất hữu cơ T là rượu etylic. Vậy thì T là etanol đúng này. X là glucose đúng này. Y có 16 hero và Z có số carbon bằng số OH thì câu này hiển nhiên đúng. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái chất Y nhé. Số piston của mình nó chính là C6H14O6. Đấy. Thì nó có 6 nhóm OH và 6 carbon. Thế bây giờ Y của mình nó là chất này này, chúng ta để ý này. Glucose đây, HOCH2 này, CHOH4 lần. Và cái nhóm anhit nó sẽ chuyển thành COONH4. Thì anh này sẽ là C6H15. H bao nhiêu nhỉ? Để thầy nhẩm ra 1 cộng với 2 là 3 3 cộng với 8 là 11 11 cộng 4 H15 NO7 Thế bài này là 15 hydro cơ Câu B là câu sai Được chưa? Câu B là câu sai Để Đọc kỹ vào Câu số 24 đoàn B Trời ơi Các bạn ơi các bạn nhầm nhiều thế 24 Sao các bạn lại chọn D được Em nhớ số bitone không? Số bitone là 6 carbon và 6OH cần gì nữa? À? Đây này. Đây chính là số biton. Số biton thì cái nhóm chức anđit nó sẽ chuyển thành nhóm ancol bậc 1 thôi. Thì đây là 6OH 6 carbon gì nữa. Các bạn trả để ý gì. 24B. 25 nào. Trường hợp nào sau đây không có phản ứng? Thì hiển nhiên là câu A, e. đồng là sao đẩy được magie ra được khỏi muối? Vì đồng yếu hơn magie về tính khử. Câu 26, cho đồng xuân phát vào kiềm sau đó cho x vào thấy có màu tím, màu tím thì đây là bi thì ta phải chọn lòng trắng trứng. Đúng chưa? Lòng trắng trứng. Câu số 27. 27 thì glucose là C6H12O6. Bây giờ nó chuyển thành 2 Thôi cái này ra tự hiểu là chuyển thành 2 AG nhé Phản ứng trắng bạc xin là 2 bạc mà Bạc là 0,2 mol Vậy thì glucose là 0,1 mol Đấy cái này lại chuyển thành 2 C5OH C5OH thì em bấm một thầy đi 5,52 chia cho 46 thì anh này của mình là 0,12 mol đấy cái này là 0,12 mol thế bây giờ chúng ta sẽ thấy ngay là anh này 0,12 chứng tỏ anh này phản ứng có 0,06 thôi vậy thì hiệu suất phản ứng của mình nó là 60 Đáng của mình là A được chưa câu này chúng ta chọn A 27 chúng ta chọn A rồi Ok các bạn 27 A nhé 28 câu này là mời các cụ sơi 27 thì các bạn đều đúng 28 hero là 0,1 thế sắt là 0,1 bởi vì sắt cho axit chỉ sinh được một hydro đồng không phản ứng ta có ngay m đồng đồng không phản ứng đâu nhé lấy 10 trừ đi m sắt 5,6 thì nó bằng 4,4 đúng không câu 28 b câu này là mời cụ sơi 29 là một câu nguy hiểm số thí nghiệm một cái tủa đi thi sợ nhất mấy bài lý thuyết đếm đấy chúng ta phải làm nhiều nên ta mình nhớ được câu a không phản ứng nhé sục CO2 và nước vôi trong mới phản ứng chứ sục và CaCl2 không phản ứng đâu Câu B nhỏ nát vào đây thì có cái tủa đấy Tại sao vậy? Bởi vì nát này Nó biến thành NaOH NaOH mà gặp NaHCO3 Thì nó biến thành Na2CO3 Na2CO3 mà gặp BaCl2 Thì có kết tủa BaCO3 Đấy là cái bài này Câu B có Câu C thì hiển nhiên là Ag 3 đưa sát 2 đến sát 3 Thì biến thành feno 3 3 lần cộng với Ag Câu C có Câu D thì cho vào đây thì có kết tủa là BaCO3 cộng khí NH3 cộng với nước. Được chưa? À, câu E đun sôi cái này thì đun sôi nước cứng tạm thời chắc chắn có kết tủa CaCO3 MgCO3 rồi. Cộng vân vân, CO2 cộng nước. Tóm lại là câu 29 chúng ta chọn 4 thí nghiệm cuối, đáp B. Được chưa? 29B, những bạn chọn B gồm có bạn Đức Trung này. Gì đó nhỉ? À, ít bạn comment thế, các bạn comment đi. Thắng Nguyễn, rồi 30 này Số phát biểu đúng Câu A nó bảo là cao su lưu hóa có tính đàn hồi Chịu ma sát khó tan hơn cao su thông thường Hiển nhiên có một đúng Cao su lưu hóa là ưu việt nhất rồi Câu 2 phân biệt glu và albumin bằng cua đây là đúng Một anh thì tạo thành dung dịch màu tím Một anh tạo thành dung dịch màu xanh lam Đúng chưa? Câu 2 được Câu 3 ba, lực bao giờ của ammoniac yếu hơn etinamin đúng Chúng ta biết là ammoniac là cái thằng trung gian giữa hợp chất có vòng với hợp chất không có vòng Etinamin nó chắc chắn nó sẽ mạnh hơn ammoniac Phản ứng ester hóa trong kiềm, phản ứng thủy phân ester trong kiềm là thuận nghịch là sai một chiều. Trong môi trường axit thì nó mới là thuận nghịch. Câu 4 sai, câu 5 các amin đều phản ứng với cả axit bazơ, hiển nhiên đã là amino axit là chất lượng tính. Để rửa sạch ống nghiệm đựng anilin thì không thể dùng bazơ được mà phải dùng axit, thường người ta dùng HCl. Bởi vì anilin thì có tính bazơ, có tính bazơ thì chúng ta phải dùng axit để chúng ta hòa tan nó chứ. Được chưa? Câu 6 sai. Nên là chốt lại câu này chúng ta có bốn đi đúng, đáp án C. 30C Rồi 30C Có bạn Nguyễn Biên Bạn gì nhỉ à, Đức Trung Thắng Nguyễn Mùa A Thành doài, doài, doài Đúng Rồi chào Phước Đặng Mới thi xong Thi buổi tối ấy, hay là thi thử Đại học Thi thử được mấy mấy điểm Môn hóa Thi thử ở sở ở trường ấy. Câu 31 này Câu 31 thì nó cho em ancol ethylic với axit acetic và axit sulfuric để làm xúc tác. Ờ, đun thì nó cái cái việc đun này nó để thực hiện phản ứng este hóa thì chúng ta nhớ là chúng ta không nên đun nóng quá 80 độ C mà chúng ta chỉ đun tầm 60 đến 70 độ. Bởi vì cái este hoặc là ancol này nó thường sôi ở tầm 77 78 độ nên là chúng ta chỉ đun ở dưới cái mức đấy thôi. Đun uh, nhiệt độ cao quá thì nó bay hơi hết. để chưa? Làm lạnh rồi cho NaCl vào thì vai trò NaCl để phân lớp hỗn hợp sản phẩm. Để phân lớp hỗn hợp sản phẩm. Este thì nhẹ hơn và nổi lên bên trên. Còn lại là axit ancol nước, đúng không? Thế bây giờ câu A nó bảo có thể thay axit suýt đặc bằng HCl đặc là không được, bởi vì axit đặc nó là vai trò hút nước thì không thể thay được bằng HCl đâu, HCl không hút nước đâu. Câu A của mình là sai. Câu B, để tăng tốc độ phản ứng nên đun sôi là sai, đun sôi là sai, đun sôi thì các chất bay hơi hết. Bay hơi hết. Nếu có thể ghi là HCl không hút nước. À, tiếp tục để kiểm soát nhiệt độ thì có thể dùng nhiệt kế đúng hiển nhiên dung ờ, dịch NaCl bão hòa để tăng hiệu suất phản ứng là sai để phân lớp hỗn hợp sản phẩm cái này chúng ta học rồi em mở lại cho thầy cái phần thí nghiệm este hóa đi hỗn hợp sản phẩm ờ, sau bước bao nó tách thành hai lớp hiển nhiên đúng không lớp bên trên là este lớp bên dưới là những cái chất còn lại este nhẹ nước mà nổi lên trên mặt nước bài này chúng ta có hai nhận định đúng đàn b 31 b 31 b có mùa A thành đinh thị ờ, ừ, có bạn mùa A thành đức trung thắng nguyễn minh quân rồi nào Sang câu cuối cùng câu 32 Câu này thì em phải cân bằng phương trình thôi Cân bằng phương trình được thì mới làm được Thế bây giờ chúng ta Thầy cân bằng hộ các bạn nhé Đây này thầy cân bằng một lần thôi nhé Chúng ta để ý là để cân bằng chất hữu cơ ấy, Thì mình đổi ra công thức phân tử là C2H6O này Anh này là C2H4O2 Anh này là C2H6O Chrome từ dương 6 về dương 3 này Chúng ta biết là cái này oxy từ 2 hero cộng 1 Đúng không? Vậy thì carbon này là trừ 2. Carbon có 2 nguyên tử từ trừ 2 này. Lên cái thằng C24O2 carbon tính trung bình là 0. Carbon không có 2 nguyên tử. Thì chỗ này chúng ta sẽ tính có thể là nhường đi 4E. Chrome của mình có 2 nguyên tử từ dương 6. Về Chrome có 2 nguyên tử là dương 3. Vậy thì cái này là tính là nhận 6E. 4 với 6 thì ta sẽ nhân chéo đi. Thì ta nhân 3 lên trên và 2 xuống dưới. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ nhân 3 vào đây nhé. Rồi, hai vào đây. Ba vào đây. Hai vào anh này. Hai vào anh này. Được chưa? Đếm lưu hình vế phải. Đếm lưu hình vế phải thì tôi có là hai với lại 2 nhân 3 là 6 là 8. 8 axit 8 axit bây giờ tôi đếm hiro 3 x 6 là 18 18 cộng với 16 là 34 34 mà trừ đi 12 thì còn 22 22 chia 2 thì là 11 nước kiểm tra oxy 3 x 1 cộng với 14 là 17 17 cộng với 32 là 49 32 là 6, 6 với lại 24 là 30, 30 với lại 8 là 38, 38 với 11 là 49 đủ. Đây chính là phương trình phản ứng của chúng ta. 328, 322, 2, 11. Được chưa? À, thế bây giờ chúng ta sẽ thấy ngay là nếu mà bây giờ một mẫu hơi thở của người đi xe máy có thể tích là 112,5 ml được thổi vào thiết bị đo nồng độ cồn trong khí thở ấy. thì bây giờ chúng ta cùng tính cho thầy nhé cái cái việc xác định số xóa đây thì thầy xóa nhé Các bạn chủ động các bạn làm Đấy, Hoặc tự tua lại video một cân bằng thì Bây giờ không biết cân bằng thì tốt nhất không làm bài này Không ai dạy em cân bằng đâu Vì đây là kiến thức lớp 10 Nào bây giờ chúng ta để ý này Chúng ta bấm hộ thầy là số mol của K2CR2O7 Em sẽ lấy 2ml là 2 x 10 mũ trừ 3 đổi là lít này Nhân tiếp với Thôi thì chúng ta không phải đổi Tại vì đây là đơn vị là mg trên ml Vậy thì sẽ là 2 x 0,056 thì bằng 0,112 mg được chưa mg vậy thì từ đó chúng ta sẽ bấm cho thầy là số mol của K2CR2O7 em sẽ lấy 0,112 chia cho phân tử khối của nó 2 x 39 cộng với Chrome 52 nhé cộng 7 x 16 thì là 294 thì chúng ta sẽ bấm thầy là 0,112 chia số đó thì nó sẽ là số 6 hết 3,8 nhân với 3,8095 nhân 10 mũ -4. 10 mũ -4 mol. Là milimol. Em ơi milimol là 1000 1/1000 mol. Bây giờ theo phương trình này thì rượu nó gấp 3/2 nên là chúng ta sẽ bấm ngay để cho thầy là số mol của C2H5OH là ta sẽ lấy 3/2 lần số mol của K2Cr2O7 thì em bấm lại nhé 0,112 chia cho 294 bằng này mon này xong nhân với 1,5 thì nó sẽ là 5,714 x 10 mũ trừ 4 đơn vị của nó là milimon milimon là 1 một phần 1.000 một mon thế bây giờ chúng ta tính khối lượng thôi đúng nha chúng ta bấm thầy khối lượng của rượu nói chung cái này thì thầy đang tính từng bước nhé dành cho mấy bạn học yếu chứ mấy bạn học giỏi thì bấm luôn trên máy tính nhân 46 thì nó sẽ là 0,02628. Đơn vị của nó bây giờ sẽ là mg, từ giờ tôi chuyển thành mg. Nhưng mà cái cách tính ấy là mg trên 1 lít khí thở. Thì bây giờ cái chỗ này nó chưa đủ 1 lít mà tôi phải đổi ra lít thì cái này tôi sẽ tự đổi là 0,1125 lít khí thở. Vậy thì chúng ta sẽ tính được cho thầy nồng độ của cồn. Bây giờ tôi sẽ lấy 0,02628 chia cho 0,1125 thì nó bằng, được chưa? Chia cho 0,1125 Thì nó sẽ bằng là 0,2336 Đơn vị của mình là Mg trên 1 lít khí thở mg trên 1 lít khí thở Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thấy ngay anh này vi phạm ở mức 1 rồi 2 đến 3 triệu đồng đáng D Được chưa? Mức này mức thấp nhất Rồi Đấy là câu 32 Đáp của mình là D ờ, Những cái câu này thì chúng ta phải luyện nhiều lên Luyện nhiều cái tờ bài tập thực tế Hoặc là những cái bài tập ở mức độ vừa phải lên Thì chúng ta mới tiến bộ được Bạn nào mà thi được 7 Thì bây giờ chỉ có lý do là em đang bị mất gốc tương đối nhiều Em phải học lại từ đầu Những cái bài giảng nào mà em còn yếu Em phải học lại Chứ còn thầy nói thật các bạn Nếu mà em nhìn cái đề minh họa của bộ ấy, Mà em làm không được 7 điểm ấy thì thầy khẳng định các em là em đang bị mất gốc em cứ bây giờ em mở cái đề minh họa của bộ đi em làm cái đề này đi nếu em không đủ 7 điểm thì em đang bị mất gốc nghiêm trọng cái đề minh họa của bộ bây giờ thực tế là cái đề thi thi thật nó cũng thế gần như nó sẽ thả để chúng ta làm được 7 điểm nên là em nào mà không làm được 7 điểm đề minh họa của bộ hoặc là đề chính thức không làm được 7 điểm thì chắc chắn em đang mất gốc thì mất gốc như thế thì em đừng có mơ tưởng đến điểm 9 điểm 10 mà mình bây giờ mình phải lấy lại gốc bằng cách mình phải học lại những cái bài giảng mình còn yếu ví dụ phần kim loại chẳng hạn là trong đề thi nó hỏi rất nhiều về phần kim loại là kim loại nào cứng nhất mềm nhất nhẹ nhất các thứ đấy thì chúng ta học lại hết đi soi lại bản thân mình xem là cái phần nào mình còn yếu mình phải học lại và bắt sau đó mình chuyển sang làm bài tập thì khi mình làm bài tập thì mình sẽ bắt đầu từ những bài dễ mấy bài tập kiểu bảo toàn khối lượng đề nào là chả có thì khẳng định các bạn thì uh, 10 đề phải 9 đề có mấy cái bài tập bảo toàn khối lượng cơ bản nữa. đúng không ví dụ như cái đề này này đề này thì bảo toàn khối lượng nó ở cái câu uh, kể cả những câu 21 có thể bảo toàn khối lượng được nhé được chưa đấy hoặc là cái đề trên này này đề trên thì chắc vài câu câu 68 có thể tính là bảo toàn khối lượng đúng không câu 64 thì bảo toàn khối lượng đây này đấy thì nói chung là những cái bài tập dễ những bài cơ bản kiểu như bài 58 này này đấy hoặc mấy cái bài tập kiểu trung hòa một phương trình này thì em phải nắm lý thuyết thì mới làm được nói chung là thầy chả có cách gì thầy giúp cho mấy bạn mất gốc đâu đến thời điểm hiện tại mà mất gốc thì rất là khó để học thì theo thầy thì chúng ta chỉ học tập trung học lý thuyết Học những cái bài tập cơ bản thôi đừng có mà tham những bài tập khó quá làm gì cố gắng làm sao mình chắc ăn được 7 điểm rồi sau đó mình phải nghĩ đến phương án cuối cùng đó là mình lụi bừa đấy chứ còn nếu bây giờ mà em chưa được 7 điểm thì không nên học thầy khẳng định đấy. bây giờ còn chưa được 7 điểm khó lắm em ơi nếu mà đề thi đúng chuẩn cấu trúc của bộ Mà hiện tại em chưa được 7 điểm Thì rất khó để em Có thể thi được môn hóa Đấy là thầy khuyên chúng ta Nếu mà em vẫn quyết tâm em thi Thì em cố gắng em chinh phục mức 7 thôi Còn những cái khác thì em đánh bừa đi Rồi ok các bạn Hôm nay thầy chữa đây nhé Hẹn gặp lại các em vào buổi tiếp theo thì tối mai chúng ta tiếp tục đề 15, 16 Bạn nào yếu thì cứ tập trung những cái series Bộ đề 8 điểm này đi Đấy chưa? Những cái đề này thực tế là có những đề thầy soạn hơi khó thì chúng ta cố gắng là chúng ta theo dõi để chúng ta rút kinh nghiệm thôi. Hẹn gặp lại các em vào tối mai nhé, cứ 22 giờ 30 thầy chữa. Được chưa? Bye bye.